Báo đống bị thương bất lực trước đàn linh cẩu hung dữ. Nhận thấy con báo đống đang bị thương, đàn linh cẩu đã tận dụng cơ hội trời cho này để trả món nợ với báo đống. Do bị thương khá nặng không thể chống cự, con báo đống chỉ biết nằm yên cho đàn linh cẩu giằng xé trong đau đớn. Đàn linh cẩu không ngừng lao vào tấn công báo đống hết sức man rợ. Dù bị thương rất nặng, con báo đống vẫn cố gắng chút sức lực cuối cùng để bỏ chạy, cố gắng bước đi loạn choạng rồi đổ quỵ không thể giúp báo đống thoát thân. Mặc dù clip không quay được hết số phận của báo đống, nhưng nhiều khả năng sẽ có một cái kết buồn xảy ra.